Hình ảnh trích xuất camera cho thấy hai nghi can dáng gầy cao hơn 1m6 đều bịt mặt kín đi xe Dream cũ. Thanh niên xông vào phòng giao dịch mặc áo khoác dài đến đầu gối, đội mũ bảo hiểm đỏ, đi giày đế trắng và mang theo bao tải trắng loại 50kg. Thanh niên ở ngoài mặc áo đen, quần jean xanh, đội mũ bảo hiểm xám, đi giày đế viền trắng. Vụ việc xảy ra vào khoảng lúc 10 giờ 20, lúc này ngân hàng có hơn chục người cùng ba bảo vệ, hầu hết khách hàng là phụ nữ. Hai nghi phạm đã tiến hành vụ cướp rất táo tợn. Một người ngồi ngoài cầm súng uy hiếp rượt đuổi bảo vệ, một người đi vào ngân hàng đe dọa và cướp tiền, sau đó nhanh chóng tẩu thoát khi có chuông báo động. Hiện công an Khánh Hòa vẫn đang khẩn trương điều tra vụ việc.